Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng bên vật tư phân nhân.com. Một công ty chuyên cung cấp các loại vật tư đường ống, ví dụ như là co rang, tê rang, co hàng, tê hàng, các loại co lơ, tê nối. Hôm nay Hùng xin review để giới thiệu với anh chị và các bạn một cái loại hàng và cái sự khác nhau giữa loại hàng đó. Đó là cái loại rắc co anh chị các bạn, đây là rắc co, đây là măng sông. Thì cái loại này á, cái rắc co này còn gọi là măng sông sống á. Có một số người người ta gọi là măng sông sống, còn cái này gọi là măng sông. Thì thế nào là măng sông sống? Măng sông sống là măng sông á, người ta khi người ta vặn á, người ta vặn vô vặn ra được. Còn cái loại này là măng sông thì nó là măng sông rang trong nó chết luôn anh chị các bạn đây. Thì cái măng sông sống là cái loại nó được mình tháo rời ra được anh chị các bạn đây. Anh chị các bạn xem, đây là cái măng sông sống này, mình tháo ra được. Ở giữa nó có một cái khớp nối bằng cái lục giác anh chị các bạn đây. Thì nó sẽ canh cái hai bên, mình sẽ tháo ra được. Đây là cái rắc co. Có một số khách hàng gọi là rắc co, còn có một số người ta gọi là măng sông sống. Nên anh chị các bạn xem, khi mà chúng ta nối một cái đường ống như thế này á thì chúng ta cái đường ống nó nối như vậy thì cái này mình tháo ra mình có thể vặn vô được nè. Còn cái này nó cố định thì mình vặn ra được. Đó. Thì cái này còn gọi là rắc co hay còn gọi là măng sông sống. Thì các bạn để ý nha. Thì cái này á là nó là xài rang, nó xài rang. Có một cái loại măng sông xài hàng nữa, cái măng sông sống xào hàng, xài hàng hoặc là rắc co xài hàng. Còn đây là cái loại mà măng sông răng trong. Măng sông thì thường là gọi là răng trong hoặc là măng sông hàng. Khi anh chị các bạn có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi để nói rõ rằng là anh chị các bạn đang cần cái loại là măng sông rang hay là măng sông hàng. Măng sông rang thì mình sẽ dùng các loại dùng rang để kết nối, còn măng sông hàng thì chúng ta dùng để hàng vô. Thì những cái loại hàng này á, nó thuộc hệ vật tư đường ống nên đâm ra nó đi theo cái đường ống của ống kẽm hoặc là ống inox. Thường á, thì cái hệ công nghiệp thì nó là phi 17 này, phi 21, phi 27, phi 34, phi 42, phi 49, phi 49, phi 60, phi 76, phi 90, phi 114, phi 140, vân vân. Thì chất liệu của nó hiện tại là phân nhân đang có thì chất liệu của nó bằng thép, bằng sắt thép và chất liệu bằng inox 304 hoặc 316. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Số này cũng là số Zalo, anh chị và các bạn có thể liên hệ Zalo. Công ty chúng tôi là một công ty có hàng, chúng tôi sẽ báo giá nhanh, đồng thời khi anh chị và các bạn có nhu cầu hàng gấp chúng tôi sẽ ship trong ngày. Rất mong quý anh chị và các bạn tin tưởng và ủng hộ phân nhân. Anh chị các bạn có thể đăng ký kênh để khi Hùng review những cái loại hàng khác, anh chị các bạn có thể nhận thông tin và biết cái loại hàng vật tư mà phân nhân có bán, anh chị sẽ có thể hỏi hàng cho nó nhanh. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.